Cảm ơn chào các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình có mặt ở tại cái cánh đồng của mà Tây Tư mà cái gì vậy? Xã Vĩnh Gia mà của huyện Chi Tôn đó các bạn. Thì mình phát hiện được một cặp giang ma nó đang chạy sới gặp nước sâu mà nó chạy rất là tốc độ. Mình chia sẻ cho các bạn cùng xem đây. Sướng không? Thử các bạn. Quay một cặp giang ma nha, chạy quá chạy. Cái con này là 357 nha các bạn. Con này con giang ma 357. TGM 357A đó là nó đó, dòng này của giang ma là dòng này thì nó mới ra đây. Tầm khoảng chừng tới vài tháng thôi. Còn con này đâu rồi. Đây rồi. Đây, cái con này của mình nghi ngờ nó là 514 đó các bạn. Cũng giang ma nhưng mà 514 quá. Đây nha. Đây, rõ ràng 514 các bạn. EF 514T. Hai cái con giang ma này là sới cái này ruộng này là ruộng này đã sới rồi, giờ sới lại gọi là ta sới tắc nhị đó các bạn. Ôi mà đảo rồi chạy nhìn mấy con máy rồi mới chạy nhìn phê các bạn, rất là đã luôn. Xây hoài ta. Con chạy lần này con 357 nặng nó đảo đẳng rồi các bạn. Đảo lìa nữa. Nhanh ghê không, cái tốc độ sới rất là nhanh, sới tắc nhì chạy rất là nhanh nha. Còn 357 ghen lại lúc tận nó vẫn chạy à, theo các bạn thấy không? Sướng chưa. Con 357 này đang mà ngoại ngay gần cái gốc, nhưng đất này có cái gốc chéo, sới cũng khá, rất là khó sới. Còn đảo qua bên phải.
nước chảy nước khá là sâu các bạn ơi. Miếng ruộng này thụt nước khá là sâu. Chạy rồi tới ngập tôi tới mấy tấc nước vậy nha. Con mà dân ma 514 này nó chạy nhanh hơn cái con mà bốn ý xin lỗi các bạn, cái con mà 357 này, con dân ma 357 a này nó chạy nhanh hơn cái con mà 514 này nha, chạy khá là nhanh. Chạy hống 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 rất là dữ đó các bạn. Còn 514 nó ở đằng sau, tiếp sau. Cảm thấy là không có bữa luôn các bạn, không có cống luôn. Đảo cua chạy ra tốc độ không hôm hả, mà mình cũng có gặp cái anh đó, anh cũng mà mua cái con dân ma anh mới xới có 8 công đất rồi các bạn. Cái giá là 395, nhưng mà anh trao đổi anh nói là khi mua ngoài cái thời gian mà không có mà khuyến mãi hay là không có mà cái gì đó hội thảo gì đó thì sẽ là 395, nhưng mà chưa có đã có vô trong cái cuộc hội thảo hoặc là ngay đợt khuyến mãi thì con là em 357A nó sẽ được giảm giá gần 80 triệu quá nha các bạn. Giảm tới đâu gần 80 triệu luôn đó. Thì mình chỉ là được biết là ảnh trao đổi như vậy thôi. Hay. Rồi bây giờ cái con này cũng tầm khoảng có chừng đó. Các bạn thấy không, cái đầu của nó còn không? Bây giờ nó dính xịn mà thấy nó xám xám nha, thật ra nó còn rất là mới đó. Cái mùi đỏ chót nè. Cái mùi đỏ chót nhìn bén ngót luôn đó nha. Xây xây xây